đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn bởi kênh YouTube Báo VietnamNet. Sau đây là những thông tin chính. Thông tấn xã quốc gia Lebanon NNA cho biết các cuộc không kích của Israel nhằm vào nhiều khu vực ở miền nam nước này đang gây ra sự hỗn loạn và hoảng sợ cho nhiều dân thường trên đường đi lánh nạn. Căn nhà của chúng tôi đã bị nã bom ngay sau khi chúng tôi rời khỏi đó. Chúng tôi vừa rời đi thì cả căn nhà bị phá hủy ngay trước mắt mình. Bà Hadja Ahazi, một người phụ nữ cao tuổi sống ở làng Ansa thuộc miền nam Lebanon, kể lại những gì bản thân chứng kiến. Cháu của bà Ahazi, một dân làng Ansa, sau đó nói với kênh báo giới rằng toàn bộ ngôi làng đã bị bom đạn Israel phá hủy khi không còn một công trình nào ở đó đứng vững. Một chủ trạm xăng trả lời phỏng vấn NNA kể rằng bản thân ông đã chứng kiến cảnh tượng nhiều gia đình chen chúc nhau trên những chiếc xe tải, chở đầy quần áo, đồ đạc trong hành trình tìm nơi trú ẩn an toàn. Có quá nhiều người phải đi di tản tránh bom đạn, đến nỗi trạm xăng của tôi hết sạch nhiên liệu. Các nhân viên trong trạm xăng đã đi phân phát nước cho các gia đình bị mắc kẹt ở đây. Nhiều điểm dừng chân và tiệm bánh dọc đường đông nghịt các gia đình đang tích trữ hàng hóa, người này nói. Phan Watt, 35 tuổi, cho biết cô và những đứa con của mình đã phải rời khỏi quê nhà là thị trấn Buri El Chemali, thuộc miền nam Lebanon vào sáng 23 tháng 9. Cô chỉ có thể gói gọn những đồ đạc ít ỏi mà bản thân có thể mang theo, trước khi chất chúng lên xe của người thân. Chúng tôi đã lâm vào tình cảnh này, nhưng điều tôi lo lắng ở đây là con cái của tôi. Chúng không biết chuyện gì đang xảy ra. Việc của tôi là chăm sóc chúng, và tôi không muốn chúng phải trải qua điều này, cô Fawad cho biết. Mohamed Gamlos, một người dân sống ở thành phố Sidon thuộc Lebanon, kể rằng tình hình ở đây đang điên rồ khi mọi người từ miền nam Lebanon đang vội vã rời đi, khiến nhiều con đường kẹt cứng. Xe ô tô đi về mọi hướng, tôi lo sợ về các vụ tai nạn giao thông hơn cả việc bị không kích. Mọi thứ hoàn toàn điên rồ, tôi quyết định sẽ quay trở về ngôi làng, nơi gia đình tôi đang sống gần biên giới với Israel, để đón vợ mình, tôi phải quay trở về đó. Nhiều người khuyên can tôi đừng làm vậy, nhưng tôi không thể bỏ vợ lại một mình. Cô ấy chắc đang rất sợ hãi, anh Gamlus nói. Số liệu được hãng tin Al Jazeera cập nhật tới rạng sáng nay 24 tháng 9 cho thấy, không quân Israel trong ngày 23 tháng 9 đã tấn công hơn 1.600 mục tiêu nghi của nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam Lebanon, khiến gần 500 người thiệt mạng và hơn 1.645 người bị thương. Lebanon đang trải qua một ngày kinh hoàng, với 80.000 người nhận được tin nhắn điện thoại từ Israel yêu cầu họ rời khỏi nhà. Israel cho biết đã thực hiện 1.600 cuộc tấn công vào các vị trí của Hezbollah ở Lebanon. Theo Sky News và BBC, hôm qua 23 tháng 9 là ngày có nhiều người thiệt mạng nhất ở Lebanon kể từ khi nội chiến ở nước này kết thúc vào năm 1990. Ít nhất 492 người thiệt mạng, hơn 1.600 người bị thương khi Israel không kích phía nam Lebanon. Tuyến đường ven biển chính nối phía nam và thủ đô Beirut của Lebanon bị tắc nghẽn khi người dân cố gắng chạy trốn về phía bắc. Một số xe ô tô quanh thành phố Sidon bị kẹt cứng và hầu như không thể di chuyển trong 6 giờ. Phóng viên Sky News cho hay, mất 5 giờ để đi được 9 km trong khi bình thường, chỉ mất 15 phút. Một cuộc không kích của Israel đã xảy ra ở gần con đường đông đúc với hàng trăm phương tiện đang chen chúc nhau. Các cuộc không kích kéo dài cả ngày của Israel vẫn tiếp diễn đến cả tận đêm, đã gây ra sự hoảng sợ và hỗn loạn. Trước tình hình căng thẳng leo thang, có dấu hiệu trầm trọng hơn và lan ra trên diện rộng, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Lebanon vừa ra thông báo khẩn khuyến cáo công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Lebanon rời khỏi quốc gia này khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động. Với công dân Việt Nam đang dự định đi Lebanon, Đại sứ quán đề nghị dừng hoặc hủy chuyến đi cho đến khi tình hình đủ an toàn trở lại. Trong trường hợp không thể rời khỏi Lebanon, đề nghị công dân nâng cao cảnh giác, theo dõi phương tiện thông tin đại chúng ở sở tại, hạn chế tối đa tụ tập nơi đông người và tuyệt đối không đến gần các khu vực sau: khu vực phía nam gần biên giới với Israel, khu vực phía bắc và đông ở thung lũng Beka gần biên giới với Syria. Đồng thời, công dân cần chuẩn bị dự phòng lương thực, thuốc men sẵn có tại nơi ở để phòng tình huống xấu. Trong trường hợp khẩn cấp cần hỗ trợ, đề nghị công dân liên lạc ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập hoặc Văn phòng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Lebanon theo đường dây nóng và tổng đài bảo hộ công dân như sau. Hiện, căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon đang ngày một leo thang. Ngày 22 tháng 9, hai bên đã giao tranh dữ dội khi các máy bay chiến đấu của Israel tiến hành đợt không kích mạnh mẽ nhất trong gần một thập kỷ qua trên khắp miền nam Lebanon.
Đáp lại, Hezbollah phóng nhiều tên lửa, trong đó một số quả rơi gần xuống thành phố Haifa, miền Bắc Israel. Trong khi đó tại Israel, bối cảnh căng thẳng leo thang. Ngày 23 tháng 9, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cũng đã ra khuyến cáo về các biện pháp an ninh, an toàn cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại đây. Thông báo nêu rõ, liên tiếp trong các ngày 22 đến 23 tháng 9, lực lượng Hezbollah đã tấn công khoảng 150 đến 160 rocket và máy bay không người lái mỗi ngày vào khắp các thành phố ở miền Bắc Israel. Có nơi cách biên giới 50 km, đây được cho là cuộc tấn công lớn nhất và sâu lãnh thổ Israel nhất của lực lượng Hezbollah kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Israel-Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023. Cuộc tấn công nhằm trả đũa vụ không kích của Israel vào miền nam thủ đô Beirut, Liban vào đêm ngày 20 tháng 9 năm 2024, khiến chỉ huy Ibrahim Aski của Hezbollah thiệt mạng. Phản ứng với căng thẳng leo thang, lực lượng phòng vệ Israel cũng tăng cường đáng kể các cuộc tấn công mở rộng vào khoảng 300 mục tiêu của Hezbollah ở Lebanon trong ngày 23 tháng 9. Các cuộc tấn công qua lại trả đũa lẫn nhau với cường độ và quy mô ngày càng lớn, khiến tình hình xung đột giữa hai bên ngày càng trở nên phức tạp. Trước tình hình trên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel thông báo đến cộng đồng ta một số nội dung sau. 1. Cần thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời sự Israel trên các phương tiện truyền thông uy tín của sở tại. Hạn chế đến các khu vực không đảm bảo an ninh, an toàn, khu vực có nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah, nhất là khu vực miền Bắc Israel. 2. Cộng đồng ta trên khắp Israel, đặc biệt đối với những người đang sinh sống tại các thành phố ở miền Bắc Israel, cần tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn của chính quyền sở tại, chủ động lên các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn cho bản thân và thân nhân trong bối cảnh chiến tranh hiện nay. 3. Thường xuyên giữ liên hệ với Đại sứ quán. Trong trường hợp khẩn cấp, cần sự hỗ trợ và cần biết các thông tin về các phương án bảo hộ công dân, đề nghị công dân ta liên hệ qua đường dây nóng bảo hộ công dân. Ukraine huy động nhiều vũ khí đẩy lùi cuộc tấn công lớn của Nga ở Donetsk. Lữ đoàn tấn công đường không Tavrian số 79 của Ukraine đã huy động cùng lúc nhiều loại vũ khí để đẩy lùi cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào khu vực Kurakove thuộc tỉnh Donetsk. Trong thời gian qua, Nga liên tiếp tấn công dữ dội vào nhiều khu vực ở mặt trận phía đông nhằm phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine tại tỉnh Donetsk theo hướng tới các thị trấn Pokrov và Kurakove. Trong bản tin cập nhật hôm 23 tháng 9, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân đội nước này đã đẩy lùi 28 cuộc tấn công vào các khu vực Kurakove chỉ trong ngày qua. Tờ Kyiv Independent đưa tin, đoạn video được Lữ đoàn 79 công bố cho thấy các lực lượng Nga đã cố gắng phá vỡ các phòng tuyến của Ukraine ở gần làng Kostiantynivka vào ngày 22 tháng 9. Cuộc tấn công được cho là có sự tham gia của 20 thiết bị, bao gồm 14 xe bọc thép chở bộ binh và 6 xe tăng. Lữ đoàn 79 cho hay họ đã phát hiện ra đoàn xe của Nga trước và huy động pháo binh, máy bay không người lái UAV cùng tên lửa chống tăng để đẩy lùi cuộc tấn công. Kết quả, lực lượng lính dù Ukraine đã làm hư hại một xe tăng, phá hủy hai xe tăng khác và hai xe bọc thép chở quân của Nga. Một chiếc xe khác đã trốn thoát, những người điều khiển UAV của chúng tôi còn tấn công bộ binh Nga, Lữ đoàn 79 thông báo. Trước đó, Ukraine cho biết tính tới ngày 12 tháng 9, quân đội Nga đã tiến về phía Kurakove từ ba hướng, nhưng các bước tiến của Nga đã bị chậm lại. Trước đó, theo Pravda, trong ngày 22 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có mặt tại New York nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tại đây, ông Zelensky đã có cuộc phỏng vấn với tờ New Yorker nhằm hé lộ một số thông tin về kế hoạch chiến thắng mà Ukraine đã chuẩn bị. Ông Zelensky cho biết kế hoạch chiến thắng này được thiết kế với niềm tin rằng Tổng thống Biden sẽ ủng hộ nó, sẽ là một điều tồi tệ nếu ông Biden phản đối kế hoạch của chúng tôi. Nó sẽ khiến xung đột tiếp tục kéo dài hơn nữa. Tuy vậy, tôi sẽ không trách cứ ông Biden ngay cả khi điều đó thực sự xảy ra. Ông ấy là người đã luôn ủng hộ Ukraine kể từ đầu cuộc xung đột. Theo Tổng thống Zelensky, mục tiêu chính của kế hoạch chiến thắng là nhanh chóng củng cố năng lực quốc phòng của Ukraine. Không chỉ là những lời nói suông như trước, lần này Moscow sẽ cảm nhận được chiều sâu của kế hoạch và cam kết ủng hộ từ các đối tác của Ukraine. Tôi sẽ trình bày những bước cụ thể để củng cố năng lực của Ukraine trong tháng 10, 11 và 12. Một Ukraine mạnh mẽ sẽ buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán.
Cũng theo Tổng thống Zelensky, ông dự kiến sẽ trình bày kế hoạch chiến thắng với cả ông Trump và bà Harris. Tôi đã nói chuyện với ông Trump qua điện thoại. Ông ấy tỏ ra thiện chí và hứa sẽ hỗ trợ Ukraine.